một bài thơ đi vào lòng người. Nhắc tới bún riêu mới nhớ, tự nhiên hồi nãy á, rủ anh Lâm đi ăn bún riêu, rồi te te đi đâu mất tiêu để người ta đi ăn một mình. Bây giờ nó muốn chết luôn à. Anh Lâm ơi, anh Lâm à. Anh đây. Trời, anh Lâm. Tường Vy. Tường Vy. Em đây. Em chờ có lâu không? Em chờ anh lâu lắm rồi. Tại sao em ăn bún riêu mà em ăn một mình không rủ anh? Tại em tìm hoài mà em không thấy anh đâu hết. Anh cũng tìm em hoài trên dải ngân hà này. Em tìm được gánh bún riêu là hay lắm rồi. Nhưng mà anh có công chuyện của anh, cho nên anh không gặp em được. Anh đi đâu vậy? Anh đi bơm. Trời đất ơi, Lâm ơi, cái môi anh chưa đủ mà còn đi bơm nữa hả Lâm? Không, không phải bơm môi mà anh bơm cái khác. Anh bơm một cái rất là dễ thương. Cái gì? Chờ anh một chút. Vy ơi. Trời ơi, anh Lâm. Em thích không? Em thích lắm. Anh tặng cho Vy nè. Trời ơi. Vy à, dưới những cái bóng thần là đẹp này, anh muốn làm thơ. Anh làm đi. Thân Vy như quả bóng hồng, có anh nào rảnh làm chồng em không? Trời ơi, muốn lắm rồi hơn. Dễ thương quá à. Vy à, giữa không gian bao la bát ngát và đẹp như thế này, anh đố Vy nè. Dạ. Nếu như con người chúng ta một ngày mà lao động vất vả, mệt mỏi, chán chường mà về nhà chỉ có một mình, lẻ loi, cô đơn, trống vắng chiều nay, thì mình cần cái gì nè? Mình cần tình yêu. Đúng rồi. Còn nếu như một ngày mà lao động thật là vất vả, stress ở trong đầu, suy nghĩ nặng cái đầu, thì mình cần cái gì để xả stress nè? Mình cần âm nhạc. Đúng rồi, tình yêu và âm nhạc luôn luôn song hành với nhau, chúng như là hai người bạn với nhau gì đó. Nhưng mà anh không biết, để có tình yêu và âm nhạc thì mình tìm kiếm ở đâu nè? Trời ơi anh ơi, có chi đâu xa xôi, ngay tại đấu trường âm nhạc. Và chương trình đấu trường âm nhạc do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Và không khí hiện tại đã rất là sôi động, thì bây giờ chúng ta sẽ mời các thủ lĩnh ở đây và cùng làm quen với họ. Đầu tiên là nữ diễn viên ca sĩ xinh đẹp Kali. Rồi, hai cái tông màu y chang luôn. Quá trời hợp luôn. Và đi đôi với chị Kali ngày hôm nay, đó chính là hai nhân vật đã làm mưa làm gió ở những phim truyền hình một thời gian qua, đó chính là Thị Bình và anh Lũ. Xin mời. Trời đẹp luôn rồi. Không biết là trong phim mình gặp nhau quá, ngày hôm nay tham gia chương trình, cảm xúc của anh Đạt và chị Nhật Kim Anh như thế nào ạ? Rất là vui. Là tại vì ngày hôm nay được mặc đồ đẹp. Đồ đẹp hả? Ở đợ mà được mặc đồ đẹp. Chứ không phải bận bộ đồ ở đợ nữa. Đồ đẹp mà anh trên nhất trong nhóm đó. Người ta kêu là cái màu hồng dễ thương, màu hồng cánh sen. Trong một cái clip đó là gửi cho nghệ sĩ là y chang vậy mà tại sao? Nè, Lâm dĩ dạ phối chanh đúng không? Muốn đội hơn ta. Không phải, tại cũng màu chanh này, cũng vô màu chanh, màu hồng. Thì ở đây anh màu chanh, cũng vô màu chanh. Chứ thật ra là được mặc đồ đẹp là mừng rồi. Biết anh vô gì không? Vô đâu? Nè, vô cái đấu trường anh nhạc rồi đó. Vô rồi, lên nữa anh nằm đi luôn. Đúng rồi, anh nằm cái là hòa quyện vô luôn. Nói chung là thông cảm cho Lũ, thì tại vì đó giờ Lũ ở đợ mà. Cho nên là Lũ chỉ có bận đồ ở đợ thôi. Bữa nay mới được lên dép. Đó, bữa nay mới được lên dép. Trời ơi, mình thích lắm nha. Bộ đồ này mình thích nè. Thiệt chứ bộ, bận đồ đẹp. Nhưng mà nhờ như vậy cho nên hôm nay anh Đạt mới là đặc biệt nổi trội nhất. Đúng không? Đó, nổi quá nổi luôn. Dạ còn chị Nhật Kim Anh, chị xoay vòng giùm em mới được không ạ? Dạ. Dạ, nay chị hợp giao ban, chị tiễn hệ thống. Trời, mà mới vừa họp xong. Thành Đạt với Nhật Kim Anh. Thì mới vừa họp xong, bởi vậy nên là Bình với Lũ mới đình cặp nè. Dạ. Chị Nhật Kim Anh, em là em rất là hâm mộ chị. Mà chị có bí quyết gì mà cân bằng giữa kinh doanh mà vừa nghệ thuật nữa? Ra MV liên tục là sao? Giữa công việc với lại nghệ thuật thì hai bên cũng phải ráng cố gắng để cân bằng thôi, chứ không thể nào mà mình được bên này sẽ mất bên kia. Chị ơi, hiện tại đang có MV gì mới chị? Anh vừa khoe với mọi người đi. Chuẩn bị một MV cổ trang mà phải nói là chưa bao giờ Kim Anh đầu tư đến mức độ như vậy. Bây giờ mình mới open một chút vậy thôi ha. Rồi đợi khi mà tất cả quý vị coi MV thì sẽ hiểu hơn về cái MV này.
Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà nói về chủ đề tình yêu thì chắc chắn không ai mà qua kiểu cặp đôi ông anh bà chị của em được. Vy ơi, hạnh phúc lắm. Người ta mới vừa kỷ niệm nhiêu năm, nhiêu năm. Có 5 năm chứ nhiêu. Trời ơi. Chia sẻ bí quyết tại sao 5 năm mà giận hai chồng cũng mặn nồng như vậy vậy? Bí quyết thì cũng không có bí quyết nào hết. Chủ yếu là hai người cũng tin tưởng nhau. Mặc dù là anh Duy là đi quay phim rất là nhiều cô đào đẹp nè ha. Chẳng hạn như đây, đóng vai mẹ. Đóng vai mẹ, vai mẹ. Bởi vì phải kêu vai đây bằng mẹ chồng. Thì chị Kali đi quay cũng có trai đẹp như vậy. Đúng rồi. Em nè. Sao em sao? Em cũng đẹp vậy mà anh Duy có ghen đâu. Nói chung là vợ chồng phải hiểu nhau là được rồi. Đúng rồi, quan đúng trọng rồi, nhất cái câu đó đó. Vợ chồng vợ phải hiểu nhau và phải tin nhau. Thôi chương trình mình có chừng lộn chương trình hôn nhân gia đình nha. Chương trình âm nhạc đó quên nói hồi tưởng hôn nhân gia đình. Tiếp theo là gì Vy? Tiếp theo là phổ biến luật chơi. Đúng rồi. Luật chơi của chúng ta thì vô cùng đơn giản thôi. Các bạn sẽ có 3 quyền: quyền cứu, quyền chặn và quyền chuyển. Quyền cứu đó là thủ lĩnh hoặc là đấu sĩ đã bị loại được quyền lên cứu đấu sĩ đang thi đấu. Quyền chuyển là chuyển đấu sĩ còn lại trong đội ra giúp đấu sĩ đang thi đấu. Và quyền chặn là chặn không cho đối thủ chọn đội mình mà phải chọn đội khác. Và trong trường hợp ngược lại thì nếu đội đối thủ không còn một thí sinh nào hết thì chúng ta được quyền chọn ngược lại đấu sĩ của đội đối thủ. Tiếp theo em xin phổ biến cái luật là sử dụng quyền ưu tiên. Nếu như mà mình muốn sử dụng quyền thì ở trên cao sẽ có một chiếc hộp gọi là chiếc hộp cứu hộ sẽ thả xuống. Nhiệm vụ của những thủ lĩnh là cầm cái búa chạy đập thật nhanh và thật lẹ. Ai đập trúng đầu tiên sẽ được sử dụng quyền ưu tiên trước. Với trường hợp mà đập mà không muốn sử dụng thì có quyền chặn đội đối phương lại. Đúng. Dạ chị. Dạ vậy thì chị sẽ tháo ra chị chạy rồi. Hiện tại trên tay của em đang là những phong bì bên trong có những cái quyền. Xin mời ai sẽ là người chọn trước ạ? Từ trái, từ phải qua đi. Dạ. Rồi Kim Anh. Đó, dạ, lúc nào cũng thích ở trên. Và để quyết định thắng thua trong những phần thi này chính là Hội đồng Âm nhạc Giải Ngân Hà. Có thể cho chúng tôi biết về tiêu chí chấm điểm của mình được không ạ? Chúng ta sẽ chấm 50% về giọng hát, tức là những kỹ thuật chuyên môn của mình á. Và 50% còn lại là về phong cách trình diễn, vũ đạo và những cái sở trường, sở đoản cũng như tương tác khán giả ở đây. Và chúng các đấu sĩ sẽ luôn tự tin thi tốt. Như vậy là các thủ lĩnh chúng ta đang rất là nôn nao để gặp các đấu sĩ. Và bây giờ nhiệm vụ các thủ lĩnh là hãy lắng tai nghe coi đấu sĩ nào hát thật hay, giọng hát nội lực để chọn về đội của mình nha. Và bây giờ sẽ là phần chào sân của các đấu sĩ với ca khúc Tình Thắm Duyên Quê. Duyên qua bao mái tranh ngọt ngào sương hương vương mái tóc xanh, những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Chiều làng quê xanh xưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già ngồi trong che lụa xóm dưới. Trên đây nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai, tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông ơi. Hàng dừa cao im mơ xoay bóng sông, mong ngày mang say giữa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trái miền cứu lông, hai ta ưa thề say thắm tình duyên. Khoan ơi khoan hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa
gặt nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò trời mưa trên sông ngà lá lơi, đêm quê rộn ràng bao tim chảy uống nơi. Hàng xưa có những phiên soi bóng sâu, mong ngày mai say xưa những ước mong. Gái miền sông mưa nghe trái miền cứu lo, hai ta hứa thề xây thắm tình duyên quê. Gái miền sông mưa nghe trái miền cứu lo, hai ta hứa thề xây thắm tình duyên quê. Như vậy các thủ lĩnh đã chọn được các đấu sĩ của mình. Và bây giờ chúng ta hãy dán tấm màn bí mật lên và cùng làm quen với các đấu sĩ. Xin mời. Tấm màn bí mật đã dán lên nhưng mà bây giờ là thấy cái dán thôi, không thấy cái mặt. À, và bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ của đội chị Nhật Kim Anh. Xin mời. 3, 2, 1, xuất hiện. Wow, trời ơi. Trời đẹp không vậy? Xinh quá là trời ơi. Trời ơi, cực phẩm không nha. Bây giờ xin mời tất cả các bạn giới thiệu về bản thân mình ạ. Em tên là Thanh Tú ạ. Hiện tại thì công việc chính của em là ca sĩ ạ. Em có thể hát được khá là nhiều thể loại, từ bolero cho đến nhạc trẻ. Và đặc biệt là em có thể hát được vọng cổ nữa. Vọng cổ luôn. Thấy chưa, thấy chưa. Bây giờ em hát thử câu của mấy đội kia sụp đổ hết liền cả nè. Thôi thì em xin gửi cho tất cả quý vị cũng như là ba mẹ có xem chương trình một câu vọng cổ của chú Thanh Sang trong trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh ạ. Tiếng Trống Mê Linh, trời ơi. Phu nhân, phu nhân ơi, khăn trăng đêm nay là làm trăng khăn thanh sự, thì ba lại tả từ của phu nhân cũng đã tròn tình vẹn nghĩa. Đứng trên vàng quả thiêu tâm nguyện là mồi cho lửa đó để cho bao người chiến sĩ ngang không chậm bước qua hùng. Hay quá. Nhưng chúc mừng em nha, chương trình mình không có ca cổ nha. Rồi bạn tiếp theo ạ. Em tên là Ngọc Cara, hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. Cảm ơn bạn. Mời bạn tiếp theo ạ. Em tên là Quân Han, hiện tại em đang làm ca sĩ tự do, thiết kế thời trang. Sở trường âm nhạc của em là pop, ballad, R&B và nói chung là rất là nhiều. Trời ơi, chị Nhật Kim Anh tính ra là nhạc nào cũng chơi được hết. Vậy không biết là đội của mình đã có được một cái tên mà để cho mấy đội kia nghe cái là khiếp sợ liền chưa ạ? Khiếp sợ không em? Khiếp sợ liền em. Bây giờ nhóm mình đã đặt tên chưa nè? Mình mới vừa thảo luận xong á chị. Thì để mình đánh hỏa mù cho mấy đội kia sợ thì bên em sẽ đặt một cái tên rất là hung dữ, là tên Cá Vàng. Tên Cá Vàng. Cái gì? Ủa mà tại sao đặt tên Cá Vàng em? Cái gì nó cũng có cái nguyên do của nó anh. Team tụi em mới gặp nhau nhưng mà có một cái điểm chung á là tụi em rất là hay quên. Thậm chí bây giờ anh hỏi tên mấy bạn thành viên trong nhóm chắc cũng không nhớ đâu. Chưa nhớ. Không nhớ tên sao nhớ lời bài hát được trời. Dạ cái đó là cái lý do chính mà em không dám chia sẻ ở đây ạ. À, như vậy là đội Cá Vàng. Một trào tay cho đội Cá Vàng của thủ lĩnh Nhật Kim Anh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm quen với những đấu sĩ của đội thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. 3, 2, 1, xuất hiện. Xin mời các bạn giới thiệu về bản thân mình ạ. Em tên là Thạch Thảo, hiện tại em là ca sĩ tự do và em kinh doanh về ăn uống ạ. Em kinh doanh về thường món gì cưng? Món ăn của em nghĩ chắc hợp với anh á. Em kinh doanh về healthy food, là tức là ăn cho giảm cân á anh. Ý là nói anh bự con quá đó Lâm. Bé là chắc hát dở quá, chứ vậy sao hát hay được. Dạ mời bạn tiếp theo ạ. Em tên là Bùi Công Duy và hiện tại em cũng đang là ca sĩ tự do ạ. Và em rất là vui khi được về với đội của anh Đạt, bởi vì có thể thấy đây là định mệnh. Có mình em với anh Đạt là mặc đồ màu xanh giống nhau thôi. Ngoài ra tất cả mọi người không ai mặc đồ màu xanh. Đúng nữa. Rồi. Đó, cơ duyên với nhau. Quy định đây là màu xanh luôn phải không? Em quy định đây là màu xanh luôn anh. Em tự quy định. Cái này gọi là xanh kìa. Anh Đạt đứng kế bên đi, anh Đạt đứng kế bên đi. Trời ơi, hai màu nó đều nhau. Y chang đúng anh. Muốn nói gì nói chị. Cái màu đó là màu xanh lông chuột em. Màu xanh lông chuột nha. Dạ, bởi vậy đây là định mệnh rồi. Đúng rồi, dạ, đúng anh rồi. Thấy em mặc màu xanh rất là đẹp. Màu xanh. Màu xanh, gì nói cũng được. Được hết. Mời bạn tiếp theo ạ. Vâng ạ, em xin giới thiệu, em tên là Enly. Hiện tại em đang làm ca sĩ tự do. Và hôm nay em rất hân hạnh khi được vào đội của anh Đạt ạ. Wow, ai cũng hân hạnh hết nha. Hết, thiệt tình. Nhưng mà nhóm mình đã quyết định đặt một cái tên nào chưa ạ? Dạ thì hồi nãy ở trong cánh gà thì tụi em cũng có thảo luận. Chị này thì thích
nhóm Mắt Ngọc, em thích nhóm HAT. Chị Thảo thì lại thích nhóm Mây Trắng. Trời, hồi nãy em thấy màu xanh mà ba người đều thích những cái đội toàn là ngôi sao không? Bây giờ mình lấy cái đội tên là Sao Xanh. Là xanh sao không được. Ngôi sao màu xanh. Mình thêm những ngôi đi. Sao xanh là qua xanh sao bệnh liền. Ngôi sao xanh. Ngôi sao xanh rồi. Rồi chốt. Một cao tầng lớn cho đội ngôi sao xanh à. Xin mời các thành viên của đội chị Kha Ly ạ. 3 2 1 xuất hiện. Nam thanh nữ tú. Ê, gà chiến này nha, thư dữ này nha. Gà chiến đó, thư dữ đó, thư dữ đó, thư dữ đó. Đó. Giới thiệu bản thân mình đi bé Ly. Dạ, em xin chào cả nhà. Hôm nay Ly rất là vui khi mà được có mặt trong chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Thì mình là Bích Ly, ca sĩ tự do. Và thêm một cái điều vui nữa là rất là có duyên khi mà Bích Ly lại về đội của chị Kha Ly. Dạ, bạn tiếp theo ạ. Em tên là Đi Trần. Cái em giọng hát hay ạ. Em đến từ thành phố Huế, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao Huế mà khán giả vỗ tay vậy? Hay là khán giả ở Huế anh hay sao dạ, vậy? Em gom từ Huế vào anh ạ. À, từ Huế rồi. Là con dòng hả? Không đó. Thế thiệt. Thôi thiệt. Dạ, và công việc hiện tại của em là ca sĩ tự do. Dạ, mời bạn tiếp theo ạ. Dạ, em tên là Việt Ngân. Hiện tại thì em đang là thành viên của nhóm nhạc nữ Ohio Girl Band ạ. Bây giờ chúng ta cùng đặt tên đội nha. Thực ra thì đội của em thì có bàn trước với nhau rồi. Thì đội em xin giới thiệu, đội em tên là Miss Surgery. Làm mất với lại Surgery đó mọi người. Miss Surgery. Mất với lại Surgery. Thật ra đó là ba đứa thích ăn mít với lại Surgery cho nên là Miss Surgery. Cái đội gì mà trái cây. Vậy là được rồi đó. Ly Miss Surgery. Ly Miss Surgery. Như vậy chúng ta đã có 3 đội, đội Cá Vàng, đội Ngôi Sao Xanh và đội Limousine. Limousine. Và trận đấu đầu tiên sẽ phép được bắt đầu. Nhưng mà trước khi thi cần nghe bài hát đầu tiên để xem bài hát là bài hát gì. Xin mời mọi người cùng hước về màn hình LED. Xin mời. Để em rời xa. Chị Ali ơi, đội chị biết hát bài này không vậy? Đội chị bài nào cũng biết hát hết em. Bài nào cũng biết, tự tin quá. Chị Kim Anh. Chị biết cái tên mẹ. Biết cái tên mẹ hát nào không biết rồi. Còn hơi dục dè. Anh Đạt anh biết không? Anh nghe cái tựa hơi hoang mang. Nhưng mà bây giờ á, mình là người được quyền quyết định là đội nào thi trước. Nghĩ sao cái áo bụng màu xanh. Trời ơi tức. Tức quá. Suy luôn. Cho suy thi luôn. Trước. Cho suy luôn. Đấy chọn rồi anh Đạt. Bây giờ anh chọn già ra đấu nè. Anh muốn ai sẽ là người đầu tiên gọi là phá sân nè. Để em rời xa đúng không? Là cái bài đó không thể nào nam hát được. Trời. Để em mà đúng không? Làm sao để anh rời xa thì được. Nên cái bài này anh thiết nghĩ là phải là người nữ hát. Trong đội anh có hai cô bé, hai trang phục và hai sắc thái khác nhau. Nhưng mà anh thấy thú vị hơn là cái cô bé mặc áo những cái loài hoa dại đồ. Cái tên Thạch Thảo, cỏ đá đồ đó. Như vậy là anh chọn Thạch Thảo. Và anh muốn đấu với đội của thủ lĩnh nào ạ? À? Kali hay Nhật Kim Anh? Đó, có sự tằng hắn nhẹ. Ai tằng hắn vậy? Ai thì vậy? Bình đó, chọn Ly đi. Bình à, lũ còn nợ Bình nhiều lắm. Nên đầu tiên thì mình phải thử gà, thử cẳng nhau với đội Kali đi. Kali. Đội Ly Mystery đó. Như vậy là thủ lĩnh Hứa Minh Đạt đã chọn thủ lĩnh Kali. Không biết chị Kali sẽ cử người nào ra đấu đây? Lúc nãy á, khi mà cái bài hát Để Em Rời Xa vừa nổi lên một cái là bé kế bên. Chị... Để em. Trời ơi nhắc nhắc. Để em. Em. Đó. Cho nên là Ly sẽ chọn cô bé áo trắng rất là trẻ trung và năng động này. Việt Ngân. Và bây giờ sẽ là trận đấu của Thạch Thảo và Việt Ngân với ca khúc Để em rời xa. Vì là ca khúc đầu tiên nên mong tất cả cái sự cổ vũ rất là nhiệt tình của tất cả những khán giả. Yeah. Trận đấu bắt đầu. 3, 2, 1. Và nếu em muốn đi sang nơi anh, gạt đi tình yêu nơi anh, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Nếu rồi lúc em không trong vòng tay anh, để anh nhận ra
để em nhận ra, để trái tim mang đi theo suốt cuộc đời. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế trong những đêm. Để anh một mình nghe em cứ đi đi, đập nát hết ngày tháng qua em cứ đi đi. Vì anh sẽ chọn về mình thế thôi, chẳng thể nào đổi thay. Anh biết thời gian chẳng thể nào quên đi được một người. Anh cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời, và anh cũng sẽ nhận ra nơi mình không thể quên. Thì anh hãy cứ đi tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm. Để anh một mình nhé, em cứ đi đi, đập nát hết. Đó chính là trận đấu của Việt Ngân và Thả Thảo. Hay quá. Chị Kali, chị thấy đồng đội của mình như thế nào? Để gà chiếu chị vời, sao? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Ngoài chữ tuyệt vời còn chữ gì không chị? Xuất sắc. Xuất sắc. Tuyệt vời và xuất sắc. Hay quá. Dạ. Còn anh Đạt? Không còn lời nào để nói nữa rồi. Là coi như là tuyệt vời. Đỉnh của đỉnh rồi. Đỉnh luôn. Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe những lời nhận xét đến từ Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Giọng của bạn Việt Ngân rất là hay và rất là phù hợp. Có thể đây gọi là bài tủ của bạn đó. Nhưng mà bạn chưa xử lý tốt được ở những cái điểm mà sáng giá của bài hát. Và bạn vẫn còn hơi bị non nớt khi mà những cái điểm đó đáng lý ra bạn phải tỏa sáng hơn nữa. Mình chuẩn bị bấm điểm cho bạn rồi. Tại vì giọng của bạn phù hợp với bài này thật sự. Nhưng hướng ngược lại đó là bạn Thạch Thảo, đây không phải là cái bài hát dành cho giọng bạn. Nhưng mà bạn lại xử lý tốt hơn. Bạn lại có những cái sự hỗ trợ và chủ động hỗ trợ với cái đối thủ của mình và làm cho cái bài thi này nó hoàn hảo hơn. Thì mình xin dành một điểm này cho Thạch Thảo. Cảm ơn Hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ sẽ là phút giây quan trọng. Hai cô gái chúng ta sẽ lên hố đen của vũ trụ để xem ai sẽ lại vũ trụ và ai sẽ lộn mèo xuống trái đất. Xin mời hai cô gái. Như vậy là trên hố đen vũ trụ chúng ta đang là hai tiếng hát của Việt Ngân và Thạch Thảo. Ai cũng hát hay, ai cũng xinh đẹp, ai cũng tài năng. Nhưng chỉ một người ở lại Ngân Hà mà thôi. Và một người sẽ lộn mèo về trái đất. Và bây giờ sẽ là thời gian quyết định ai đi và ai ở lại. Thời ai? Ai đi? Như vậy Việt Ngân đã trở về trái đất rồi quý vị. Ôi, trời ơi. Xin được chúc mừng Thạch Thảo của thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Hồi nãy rõ ràng là trời ơi, em thấy là Thạch Thảo run lắm. Trời ơi, tay chân lắp bắp lắp bắp. Mồ hôi vậy nè. Anh Đạt là người chiến thắng rồi, bây giờ anh sẽ là người chọn người sẽ đấu với mình. Không biết anh chọn ai ạ? Kali à? Đây là Kali. Dạ em anh Đạt. Anh chiến thắng rồi, em có lời chúc mừng nào cho anh không? Em chúc mừng anh, đợi em còn hai thành viên đó anh. Thì anh tha thứ cho em đó. Em cảm ơn anh. Bình à,
Bình à. À Bình nghe nè Lũ. Lũ bắt đầu tràn về Bình đây. Chết rồi, trôi Lục Bình rồi. Không sao Lũ à, Lũ cứ tràn qua đây Lũ. Để Bình kêu cậu ba tới nha. Được, cậu ba. À, cái anh chàng này nhìn cái nét tựa tựa như cậu ba quá. Thấy ghét rồi. À, lên liền anh. Thách đố với cậu ba nè. Dạ, xin mời cậu ba. Thành Tú. Và bây giờ mình là người bị chọn, cho nên được quyền chọn bài hát luôn chị. Bây giờ nói chung á là Lũ à, Lũ đã chọn gà của Bình, à, chọn Thanh Tú thì thôi bây giờ á Bình sẽ chọn bài hát để thách đấu lại với bên kia hen. Và dĩ nhiên là phải chọn một bài nào đó là sở trường của Thanh Tú mới được chứ, đúng không ạ? Và bài hát đó là bài Đập Vỡ Cây Đàn. Đập qua tiếng hát của Thanh Tú. Xin mời hai đấu sĩ sẽ cùng bước xuống sàn đấu. Và bây giờ sẽ là trận đấu của Thạch Thảo và Hot Boy Thanh Tú với ca khúc Đập Vỡ Cây Đàn. Hai bạn hãy cùng bước vô giữa sàn đấu. Và bây giờ trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Đập vỡ cây đàn, người ơi người ơi, tình ơi tình ơi, đập vỡ cây đàn, giận đời vàng trắng như vôi, giận người điên đảo quên người. Đập vỡ cây đàn, giận người con gái yêu đàn, buồn nơi làm sao để nguôi, đâm vỡ cây đàn, dần người đổi trắng thay đen, dần đời điên đảo bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn, em bảo tôi rằng đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vui vang lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Thăm dò từng người trong xóm tin nàng, nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu, người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương và rồi tôi xót thương mình, đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đập vỡ cây đang dần người đổi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Con gái mang giọng ca thật buồn, em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vui vang lên tính đi tìm theo học. Sau một năm trường tôi trở về.
quê hương. Nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Nghĩ thăm dò từng người trong xóm trong làng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh. Rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi xót thương mình. Đời ấy còn chi đàn ơi biệt ly. Đắp vỡ cây đang dần người đổi trắng thay đen. Dần đời trở như bàn tay. Đàn dần người đổi trắng thay đen. Dần đời trở như bàn tay. Và xin cảm ơn hai bạn rất nhiều ạ. Và đó chính là ca khúc Đập vỡ cây đàn đến từ phần thi đấu của Thanh Tú và Thạch Thảo. Ai hú dữ vậy? Ai hú vậy? Chị hú á, em nghe tiếng chị hú á. Chị hả? Nào, chị hú á, hú á. Chỗ gà chị mà. Không mà hát hay thiệt. Ủa, ra lãng tử, dáng cao, tóc bay bay bay. Đập vỡ cây đàn. Với lại em biết không, đây là cái bài mà phải nói là sở trường của Thanh Tú. Cho nên là chắc chắn là phải hay thôi. Dạ, vậy thôi chị. Vậy thôi. Chị. Còn anh Đạt ơi. Thiệt tình bài này bị đối phương là cái sở trường tông nam rồi giọng nam thiệt. Giọng nam rồi tông nam coi như là thế mạnh của người ta hết. Nhưng mà anh có lời khen em là xử lý những câu từ, những cái giọng của mình lên xuống sao cho nó vô khớp được cái nhạc là có lời khen nha em. Em có khớp dữ không mà sao anh thấy em rung hay sao mà những cái câu đầu nó hơi bị loạn choạng á em? Khớp dữ lắm anh, tại vì có hai cái. Thứ nhất cái bài này á là không phải sở trường của em. Cái thứ hai nữa là cái bài này là tông nam. Còn cái thứ ba là em chia sẻ thật với mọi người là trước khi đi quay là em ăn trưa xong rồi em bị hóc xương. Xong rồi em tới bệnh viện luôn rồi. Coi đồng hồ thì trễ giờ ở đây, em sợ trễ nên là thôi em cứ quay xong rồi em về em lấy xương sau. Ủa vậy cái xương gì cắt hả? Dạ tức là chưa lấy ra. Xương cá hả hay là xương gì? Xương thịt. Dạ bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời nhận xét đến từ hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Tại vì bạn này cách xử lý rất là thông minh, voice giọng của bạn rất là tốt. Bạn nam thì bạn về hát bolero đúng cái sở trường của bạn, cái màu giọng của bạn rất hợp với bolero. Nhưng mà có điều đó, bạn cố gắng bạn hát, bạn đừng có gò chữ quá thì nghe nó sẽ bị có một số chữ nó sẽ bị không có rõ lời. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và xin cảm ơn hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ thì phút giây quan trọng nhất cũng đã đến. Xin mời các bạn cùng tiến đến hố đen vũ trụ. Và bây giờ sẽ là phút giây quan trọng của cô gái mắt xương Thạch Thảo. Anh Đạt, anh có lời nào muốn nhắn nhủ cô bé này không ạ? Không sao đâu em, nếu mà có chuyện gì xảy ra đi nữa thì sau cái cú này em sẽ văng mắt xương nó ra ngoài. Dạ, đi gặp bác sĩ luôn, không sao đâu. Bây giờ sẽ là giây phút quyết định Tú hay là Thảo, người sẽ trở về trái đất, xin mời. Ai đây? Sẽ là Thạch Thảo hay là Thanh Tú đây? Hai chân dang rộng bằng vai, tay chéo qua, hết sức bình tĩnh. Hít vô, thở ra, hít vô, không nhăn mặt. Anh giỡn thôi, chưa. Em sợ không vậy? Khoan à. Bây giờ em sợ độ cao đúng không? Bây giờ ở đây nhiều người con trai lắm, bây giờ em thích người nào em chỉ người đó, người sẽ lên giúp em. Rồi em chỉ MC nha. Yeah. Đó, gài làm chi? Gài chi? Toàn bị dính không mà thích gài người ta lắm. Đáng ghê. Số nào cũng sập. Sập riết mà không nhớ thoại luôn. Rồi, vậy bây giờ đứng vô đi nè. Vô phải không? Anh hỗ trợ em nha. Tại anh thấy mặt em xanh lè xanh lét tội quá, anh hỗ trợ em. Hay quá anh ơi. Rồi, bây giờ đổi vị trí đi. Trời ơi.
nữa bây giờ. Cái gì? Gì em? Lần sau có gài người ta nữa không? Không gài nữa. Nhớ nha. Ờ đúng rồi. Đó. Dạ lời cảm ơn gọi là chân thành từ đáy lòng gửi đến anh Lâm. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em. Trời ơi đây cô gái mà yếu đuối tôi ra tôi phụ hết luôn đó. Dạ một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Nhất Kim Anh. Cảm ơn. Dạ. Như vậy một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Nhật Kim Anh. Thôi chị hay quá chị ơi, bây giờ hiện tại số thành viên chị còn yên nguyên. Đúng rồi. Bây giờ chị muốn đấu với ai nè, con mồi tiếp theo chị là ai nè? Cái người mà nói là người bạn thân yêu của tôi. Bây giờ tôi muốn đấu với bạn nè Kali. Kali. Không phải là Kali, mà là Ly mẹ. Ly mẹ. Thôi vậy Ly bể đi, Ly bể. Mới có mẹ thôi chứ chưa có bể. À vậy đó hả? Bây giờ muốn đấu với tôi đúng không? Bây giờ bà muốn sao tôi chiều bà luôn. Chị được ưu tiên chỉ thẳng gà nào mà chị thấy cái ghét. Hồi nãy là tôi nhớ là Dương Thịnh âm suy đúng không? Bây giờ tôi sẽ triệt tiêu âm suy của bà. Wow. Bây giờ bạn chọn Bích Ly đúng không? Tôi không cho Bích Ly ra thi đó. Bạn làm gì tôi? Bạn làm gì tôi? Mời chị về. Đừng có giỡn. Bây giờ tôi có một cái quyền. Rồi. Tôi có một cái quyền đang nắm trong tay của tôi. Cái quyền sinh sát của tôi. Mở ra. Chết rồi, xài quyền kìa. Quyền gì? Giờ sao? Quyền gì ấy? Chuyển. Bây giờ nếu mà quyền chuyển á là sẽ chuyển một đấu sĩ khác trong đội ra cứu đấu sĩ đang thi đấu. Có nghĩa là chuyển một người khác chứ không phải là bạn Bích Ly nữa. Đúng. Nhưng mà chị muốn sử dụng được cái quyền này, chị phải chơi dẫn động trường nha chị Kali. Dạ. Ok, bởi vì chị mới lọt giày xong. Bây giờ chiếc hộp sẽ xuống và các chị xin mời vào vị trí của mình ạ. Sẵn sàng chưa? Sang trọng quý phái nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhật Kim Anh, Nhật Kim Anh. Không chơi quanh nó nữa. Khoan, để làm gì cho chị Nhật Kim Anh một lần nữa. Kali đã nằm xuống rồi. Như vậy bây giờ là phần thắng thuộc về Kali. Người chọi chứ, tại vì biết sao chị, áo ngắn. Dạ này chơi phải chơi tạc lon chị. Thực dạ. ra rất là đồng đều, bên đây là cái áo ngắn, bên đây là cái váy ngắn nha. Cho nên là bên đây nhảy cũng phải tém cái váy. Chị, mình lên mình thi nè, lên mình nè lên đi. Em chiều chị lên nè. Ủa vậy là thắng hay thua? Thua. Như vậy là phần thắng thuộc về chị Kali. Chị Kali, chị được sử dụng quyền của mình. Bây giờ thì mình sẽ chuyển đi trần lên đấu với đội của Nhật Kim Anh. Yeah. Ok. Chị Ly, chị chọn bài gì nè? Gà chiến của mình là mình phải chọn cái bài nào nó phải thuộc sở trường của gà của mình. Hay quá. Một cái bài hát rất là nổi tiếng và rất là hot. Phía sau một cô gái. Phía sau một cô gái. Xin mời hai bạn hãy cùng bước ra sàn chiến của mình. Xin mời. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Phía sau một cô gái với phần thể hiện của hai đấu sĩ của chúng ta. Trận đấu xin phép được bắt đầu. Vô. Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì người lặng im nghe em kể về anh ta bằng đời mà lấp lánh. Đôi lúc em trong ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để sạch lệ nào được rơi, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Càng buồn sống bao chóng thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh đừng sẽ lặng lẽ kể
chờ mong tới sân ai ngắt đưa đón buổi chiều một sáng thức dậy được ngắm một người nằm canh ngủ say nên anh lười bước về sau để thấy em rõ hơn để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn cả ngủ sống Trần, cảm ơn Thanh Tú. Trời hai cái khúc phiêu ngon quá. Wow, lên cao quá anh khúc ơi. Khúc phiêu vừa phiêu cái quay phim chạy lên tỉa liền. Không kịp luôn á. Không kịp liền, quay phim nhanh quá mà không lợi. Bây giờ em thử em phiêu lại lần nữa với quay phim bắt em được không? Nên anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên. Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất anh hồn nhiên. Vậy bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến chị Nhật Kim Anh. Tôi chọn gà mà tôi không uổng công tôi đổ máu luôn á chị. Trời ơi, ơi à. Tôi đổ máu quá vậy tôi mới biết được Kali nó mạnh bạo ở ráng hy sinh. Kali, hôm nay chị rất là tự hào. Nói chung á là hôm nay là cả hai bạn hát rất là tuyệt vời, làm cho cái không khí của chúng ta cảm thấy nóng lên hơn nữa. Nhất là cái đoạn mà phiêu á, trời ơi, nổi da gà hết. Dạ, bây giờ chúng ta cùng nghe ý kiến của Hội đồng Âm nhạc Ngân Hà. Xin mời. Xin được cảm ơn hai bạn đã mang đến một phần trình diễn rất là tuyệt vời. Mình cảm thấy được Thanh Tú hát rất là tròn trịa. Một cái lời khen dành cho Thanh Tú đó là Thanh Tú có thể hát được rất là đa dạng các dòng nhạc. Nhưng ở đây thì mình xin quyết định là dành một cái sự ưu ái cho bạn Đi Trần. Sở hữu một cái giọng hát nam cao rất là sáng. Những cái nốt bạn lên cao cảm giác rất là thoải mái mà bạn không có gồng. Những cái đoạn bạn lên phiêu phiêu những cái nốt cao rất là hay. Và mình rất thích điều đó nên mình quyết định chọn bạn Đi Trần. Và xin được cảm ơn Hội đồng Âm nhạc ạ. Ngay giây phút này đây, có lẽ phải là quyết định ai đi ai ở lại. Xin mời các bạn tiến đến hố đen vũ trụ. Xin mời Đi Trần và Thanh Tú hãy cùng bước lên hố đen vũ trụ. Bây giờ là hiện tại hai đấu sĩ Đi Trần và Thanh Tú đang có mặt ở hố đen vũ trụ. Nhưng bây giờ một người sẽ lọt về trái đất và một người ở lại chiến đấu tiếp. Không biết ai đi và ai ở lại đây. Và ngay giây phút này đây, chúng ta sẽ... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chết rồi. Vy, sao vậy? Em chóng mặt, em say sẩm quá. Vy ơi, mệt quá Vy ơi. Dậy công bố phụ anh đi Vy. Vy. Ủa? Em ơi. Một tuần trôi qua chưa? Trời, một tuần cái thế này anh mỏi cũng sụm bà chè luôn nè. Vậy là một tuần rồi đó hả? Một tuần rồi. Em khỏe lại rồi. Khỏe quá. Kính thưa quý vị, chương trình Đấu Trường Âm Nhạc do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Dù rất là tiếc nuối nhưng bây giờ phải công bố thôi. Một là Đây Trần, hai là Thanh Tú, ai sẽ người quay trở về đất và... Bớt chơi hù. Tạm biệt Thanh Tú. Thôi ơi, tạm biệt. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Kali. Chị Kali ơi, thừa thắng xong lên rồi khán giả ủng hộ Kali quá vậy. Hình như là người nhà hay sao ấy mà. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Kali ơi, thừa thắng xong lên nè, chị đấu với ai? Hồi nãy có người nói là sẽ tha cho em. Anh chiến thắng rồi, em có lời chúc mừng nào cho anh không? Em chúc mừng anh, đợi em còn hai thành viên đó anh. Thì anh tha thứ cho em đó. Em cảm ơn anh. Thì bây giờ là em sẽ đấu với đội của anh Đạt. Đấu với đội anh Đạt. Bây giờ chị Kali được chọn gà bên đội anh Đạt luôn. Bây giờ đội của mình là nữ rồi. Dạ. Cho nên mình sẽ chọn đội của anh Đạt cũng là nữ luôn. Để cho hai bạn cân bằng về giọng hát. Để mình thể hiện cho nó xuất sắc tuyệt vời. Anh Đạt ơi, như vậy anh có quyền chọn bài hát. Không biết anh chọn bài gì đây? Nếu mà nữ với nữ thì bây giờ
mình phải chơi tới nóc luôn đúng không? Tới nóc luôn anh. Chơi tàn cuộc luôn đúng không? Chơi luôn. Bài tàn cho. Ủa cái bài hát thì tôi nghe tôi điêu tàn với anh. Thiệt, phải chơi hết cả hết số luôn. Là quốc tàn cho luôn. Tàn cho. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước ra sàn đấu. Xin mời. Và bây giờ sẽ là trận đấu vô cùng căng thẳng giữa hai bạn Enly và Bích Ly. Nói chung là Song Ly với ca khúc Tàn cho. Trận thi đấu của Song Ly xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Vỗ tay thật lớn được không ạ? Thank you. Come on. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan. Thôi nhé anh, giờ biết ly đến, anh về đi, em vẫn đứng đây nhìn lá rơi, nghe lòng ta tan tan. Từng sắc hoa rơi tàn tạ cuối sân, anh cứ đi tìm vui nơi khác, đừng nên thương xót em mà chi. Cuộc tình thứ nhất em đang trước trao về anh, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ, lạnh lùng với em, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông mà nghe buốt giá thắm đôi vai ấy. Và mỗi khi anh hoàng hôn rơi xuống, tình ngỡ quên phải dần theo tháng năm, nhưng dáng quen lại theo bóng tối. Trở về đây để em nhớ thương, còn rớt rơi những tàn tro năm cũ, sưởi ấm tim cho lòng thôi ra băng. Thôi nhé anh, tình duyên đã dư và em xin giữ ấm hương tàn cho. Cuộc tình thứ nhất anh đã trước trao về em, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ lạnh lùng với anh, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông mà nghe buốt giá thắm đôi vai gầy. Cuộc tình thứ nhất anh đã trước trao về em, tình yêu đầu tiên, tình yêu rất đậm đà và nhiều xót xa. Người yêu quá hững hờ lạnh lùng với em, từng chạy theo bao cuộc vui. Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người, tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò. Chỉ còn mỗi em đợi chờ đứng trông mà nghe buồn xa.
xin được cảm ơn hai bạn Song Ly rất nhiều. Một tràng tay thật lớn cho ca khúc Tàn Tro. Ly nào hát cũng hay hết. Thôi hát mà dìu dắt nhau, hỗ trợ nhau hết rồi. Giờ Kim Anh, chế đội này sao chị? Với chị thì thật sự ra nãy giờ chị thấy hai Ly hát thì một bên là rất là mạnh mẽ và một bên thì rất là nhẹ nhàng. Bên nào cũng hay hết. Nhưng mà với chị thì chị cảm thấy là nếu là chị mà được giống như ban giám khảo thì chấm cả hai luôn. Hay quá, cảm ơn chị. Còn chị Kha Ly? Đối với Bích Ly thì ngay từ đầu là Ly rất là tự tin về Bích Ly, thể hiện được cái bản lĩnh của mình. Tại vì cô ấy rất là dày dạn trên sân khấu rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Cho nên là làm chủ động được hết tất cả, xuống giao lưu với khán giả nè. Rồi giọng hát thì rất là chắc, rất là rõ từng chữ một. Và cảm xúc, nhất là những cái nức nghẹn á, mình nghe mình cảm thấy mình đau. Còn Enly cũng rất là tuyệt vời, giọng hát của em cũng rất là đầy nội lực và rất là tình cảm. Nhưng mà nếu để chọn công tâm thì Ly sẽ chọn Bích Ly. Chị bây giờ chị là Enly, Bích Ly, Kha Ly, ai hát hay nhất? Đương nhiên là Bích Ly rồi. Kha Ly thứ mấy? Chắc là thứ nhì á. Chắc là thứ nhì á. Chắc là thứ nhì á. Trời ơi, dễ sợ thiệt. Quá trời bà chị tôi rồi. Anh Đạt, nãy giờ anh ngồi coi hai bạn diễn với nhau và hát cái bài này thì anh có cảm nhận như là cái ví von như là cũng hai Ly hát, là bên đây là hát giống Cẩm Ly, còn đây giống Minh Tuyết nè. Trời ơi, vậy là Cẩm Ly Minh Tuyết anh hòa quyện nhau quá. Là hai chị em ruột vậy đó. Đúng rồi, nên tạo nên bài hát phối hợp nhau, ai cũng đều có cái hay riêng hết. Hay quá. Cái phần này sẽ rất khó, thôi bây giờ để cho hội đồng âm nhạc nhận xét đi ạ. Hai em vừa hát hay vừa xinh đẹp nữa. Anh có lời khen ngợi anh Ly, tại vì anh nghe rất là nhiều ca khúc của anh Ly trên mạng rồi. Khi em hát live thì em hát có hồn hơn và hay hơn. Có thể hôm nay do sức khỏe em không tốt nên những nốt cao em xử lý chưa được tốt lắm. Nhưng mà so với anh nghe cái màu giọng rất là thích. Còn với lại Bích Ly thì ca khúc này khá hợp với màu giọng của em, nên em thể hiện rất tự tin. Nhưng mà em nên tiết chế cái lực hát của em lại. Em bung ra hết thì vì sao em sẽ bị đuối, không còn gì giữ cho mình nữa. Anh xin hết ha. Cảm ơn hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Và bây giờ xin mời Song Ly hãy cùng bước lên hố đen vũ trụ để xem ai sẽ là người trở về trái đất đây. Xin mời hai bạn. Vậy là Song Ly đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Cái gì cũng chưa chắc đúng không? Dạ đi hả? Mời em. Dạ em nhờ anh đứng ngay hố đen giùm em được không ạ? Thủ lĩnh là anh gái á, thì không nói gì đúng không? Em bên anh cái khúc này. Thật sự á, bây giờ nè, đội của Enly bây giờ nhìn lại, trời ơi, tới hai nam nhi rồi. Đúng rồi, mà bắt tôi vừa dẫn chương trình, tôi vừa làm hậu đài, vừa mắc cúp, vừa hello ăn nguyên đoàn phim, mà giờ bắt tôi sập hầm nữa, ai mà chịu nổi. Thôi bây giờ mình nhờ trực tiếp anh Đạt luôn đi. Đúng anh rồi. Anh Đạt anh vẫn hoang mang đó. À, nói gì vậy? Ai đang nói gì vậy? Không nghe, không hiểu gì. Anh Đạt thấy sao anh? Bây giờ ai cũng đã ép như vậy rồi thì anh không nói gì nữa. Vậy nên bây giờ em lên chở anh em tập làm quen đi. Đó, em rớt em bỏ. Thì mọi người đã nói như vậy rồi. Em tập làm quen, em rớt thì phá khỏi cái vớp này đi, chứ đội mình rớt nhiều quá rồi. Bây giờ để cho bạn nói luôn, mình muốn nhờ trực tiếp ai? Mọi người ép tôi quá mà thiệt á, nắm mắt lại nhìn tôi khóc. Một tràng tay cho sự gọi là thay thế của đội trưởng Hứa Minh Đạt ạ. Anh Đạt ơi. Anh sao vậy? Tôi đang ở đâu vậy? Dạ anh đang ở trên thiên đàng. Chưa có lọt hố anh. Chưa lọt hố anh. Bây giờ mình nhích vô đây nè, mình mới bắt đầu lọt. Trời ơi, sao những bước đi nặng trĩu như thế này? Mọi người ơi, tôi sợ độ cao. Nhưng mà phải chịu thôi. Rồi, em cầm áo cho. Anh Đạt ơi, bây giờ tâm lý của anh giờ như thế nào? Trước khi xảy ra cái chuyện mà cho anh gọi cho vợ anh được không? Alo, em hả? Em đây. Anh ông xã yêu dấu của em rồi. Dù gì sao đi nữa, anh vẫn yêu và quý hai con mình. Anh sẽ quay về với em ngay liền rồi. Chờ anh nhé. Anh về ở trái đất đây. Sao rồi anh? Vợ anh nói anh đi luôn đi. Đi luôn đi. Trời ơi, quá trời chị Lâm Chí Dạ của tôi rồi. Và bây giờ sẽ là phút giây quan trọng để xem Bích Ly hay là đội của Enly sẽ là người lọt vào hố đen vũ trụ. Xin mời. Phần của Enly là anh Hứa Minh Đạt. Như vậy là anh Đạt đã về trái đất với chị Lâm Mỹ Dạ rồi. Em có muốn gửi lời gì đến cho thủ lĩnh của mình không? Em xin gửi lời cảm ơn đến anh Đạt ạ. Như vậy là một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Kha Ly. Xin
Chúc mừng thủ lĩnh Kali. Và một lần nữa xin chia buồn cùng. Ủa? Anh sao vậy? Tai mũi họng của anh bị gì vậy? Giờ tâm lý ổn không hay là chuyển lên tiếng trên? Thì hồi nãy anh rớt xuống trái đất rồi dĩa bay mới đưa anh lên lại nè. Dĩa bay đưa lên lại. Anh ráng nhanh nha. Bây giờ anh ổn không? Chị nghĩ là không ổn đâu Lâm ơi. Quá trời đẹp. Quá rồi. Đeo vô. Không được rồi. Quá trời tội nghiệp anh tôi quá. À, không sao cũng được. Nhưng mà thà mình như vậy con bé kia nó còn về an toàn. Như vậy là chị Kali đã chiến thắng. Bây giờ chị muốn đấu với ai đây? Bây giờ Kim Anh bây giờ ngồi chơi sơi nước quá kìa. Thật ra thì chị thấy là tình hình của anh Đạt đang bất ổn lắm. Hơi đuối rồi. Đúng rồi, đúng quá. Dập luôn bạn. Người lớn tuổi nữa, tội nghiệp. À, với lại chắc là anh Đạt cũng muốn về với lại dạ lắm đúng không Đạt? Thôi em thắng em muốn nói gì em nói à. Không, mình cho anh Đạt về sớm đi. Thôi tội nghiệp quá chị. Thôi cho về sớm đi em. Về sớm là về sao? Về với vợ. Như vậy chị muốn tiêu diệt luôn. Không phải tiêu diệt. Là bây giờ phần thưởng là thuộc về anh là cho mình. Mình tiễn anh Đạt về sớm với dạ. Như vậy thì chị Kali quyết định đấu với lại anh Hứa Minh Đạt. Wow. Và bây giờ Bích Ly sẽ đấu với gà chiến cuối cùng ở đội thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Không biết anh Đạt sẽ đưa ra bài hát gì đây? Hãy dừng lại đó. À có bài gì? Hãy dừng lại đó hả anh? Hãy thôi đi. À, bài không anh ơi đi. Mình chỉ được lựa một bài thôi anh. Không, hãy quên đi. Hãy quên đi, biết bài đó không cưng? Người hãy quên em đi. Tôi không chịu. Bài hát gì tôi không chịu ta? Không, không có bài tôi không tin nè, chứ tôi không có bài tôi không chịu. Tôi không tin là tôi chưa chịu. Chưa bao giờ nghe bài đó. Không phải, ý tôi là tôi có cái này. À. Quên. Có quyền. Không biết quyền của anh là gì? Quyền của tôi đó chính là chặn lại đi. Chặn dạ. lại đi. Nhưng nếu muốn chặn, anh Đạt phải chơi vận động trường. Đúng. Với chiếc búa và chiếc hộp cứu hộ. Xin mời anh Đạt và chị Kali bước vị trí. Dạ. Kali và anh Hướng Đạt đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chị Kali hãy vận động hết cái sức lực để đánh trúng chiếc hộp đi chị nha. Và thời gian bắt đầu. Vô. Anh Đạt ơi, cẩn thận. Coi chừng. Từ từ thôi Ly ơi. Thành Duy ơi, anh xin lỗi em. Hứa Minh Đạt là người chiến thắng. Như vậy là bây giờ là anh Hứa Minh Đạt đã dùng quyền chặn. Là chị Kali không được quyền chọn đội anh Hứa Minh Đạt nữa. Đúng. Bắt buộc phải chọn đội của thủ lĩnh Nhật Kim Anh. Ủa gì vậy? Nãy tự nhiên cái trời ơi, ủng hộ quá trời luôn, cuối cùng chọn mình rồi. Kim Anh, cái gì? Chúng mình vẫn là bạn. Không hề. Ghét. Bên Kim Anh là còn hai người. Bây đúng giờ rồi. Mình sẽ chọn một cô bé rất là xinh đẹp bên đội của Kim Anh. Ngọc Kara. Hay rồi. À, bây giờ chị Nhật Kim Anh sẽ có quyền chọn bài hát. Chị chọn bài hát cho em. Ngọc Kara thì mình phải hát bài Buồn Làm Chi Em Ơi em ha. Ừ, bài này là quá dễ thương rồi. Bài này tôi thích lắm đó. Xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu ạ. Xin mời. Đó là Ly ơi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi với hai đấu sĩ Bích Ly và Ngọc Kara. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bên nó, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dại dầu mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên Phật cũng lơ là. Tiếc một đời dở dang ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phú pha cho hoa kia ua ta. Thương sao kịp bẽ bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em
dỡ dàng, xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên về và giữ mãi tên đầy con tim. Buồn lắm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Liệt xa tầm vơi, đời còn bao tương lai lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gọi vào một tiếng thơ dài. Buồn lắng chia Cara và Bitly với ca khúc Buồn làm chi em ơi. Chị Cali, chị thấy gà chị hát bài này sao nè? Quá hay. Lại là quá hay. Đúng không mọi người? Yeah. Còn chị Nhật Kim Anh thì sao ạ? Quá hay, quá tuyệt vời. Trời gà anh ta mà. Rồi, nói chung là ai nhận xét gà mình cũng khen hết trơn trời. Bây giờ để công tâm và công bằng thi, mời hội đồng âm nhạc Ngân Hà có ý kiến ạ. Xin mời. Theo một cách khách quan của Lan Nghĩa Dịch, vô tình khi mà Nhật Kim Anh chọn ca khúc này, nó lại là rơi vào thế mạnh của bạn Ly bên này. Khi mà bạn trình bày ca khúc này á, chị thấy là cái những cái phần phát âm của em á, rất là chắc, cả về cái phần cao đổ, cả phần thấp và cao cả khi em feel nữa, nó rất là chuẩn luôn. Còn về cái phần giọng hát của Ngọc Cara, thật ra mà nói chị vẫn thích, có nghĩa là chị vẫn thích cả hai giọng của hai bạn luôn, nhưng mà có thể là em ngồi nãy giờ và em sẽ hơi bị mờ chút xíu về cái phần hơi thở của mình, đúng không? Thế nên là chị thấy khi mà em bị xuống quá thấp á thì nó hơi mờ, và khi mà lên cao thì nó hơi với chút xíu nữa. Xin cảm ơn hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Vậy bây giờ chúng ta sẽ mời hai cô gái xinh đẹp này lên Hố Đen Vũ Trụ, ai cũng sợ trơn trọi nhưng mà phải bắt buộc thôi. Xin mời hai cô gái xinh đẹp ạ. Như vậy là hai cô gái xinh đẹp Bitly và Ngọc Cara đã có mặt ở trên Hố Đen của vũ trụ. Không biết là anh Đạt có lời nào nhắn nhủ không anh Đạt ơi? Anh Đạt ơi! Anh Đạt, hay là anh muốn lên đây sập nữa? Đừng, anh chỉ nhắn nhủ thôi. Hai em à, buồn làm chi em ơi, rớt thôi sẽ nghe một cái rầm. Nó vậy nhẹ nhàng, anh giống vậy đó hả? Người ta rớt thì không sợ, nghe anh hát thì mới sợ đó. Vậy bây giờ sẽ là thời gian quyết định ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra đi. Thời gian bắt đầu. Ai sẽ là người về trước đất đây? Ngọc đã ngủ một giấc và về thẳng trái đất rồi. Như vậy cô bé đáng thương đã rớt về trái đất rồi. Một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Kha Ly. Và xin được chúc mừng thủ lĩnh Kha Ly. Hiện tại thì đội của bạn vẫn còn hai đấu sĩ ạ. Hay quá, chơi thừa thắng xong lên. Con mồi tiếp theo của chị Kha Ly là ai đây? Tôi mới vừa gọi điện cho Lâm Vĩ Dạ. Hả? Điện nữa? Đúng. Nội dung là gì chị? Cô ấy nói là chị à, con của em bây giờ nó cứ đòi 3 miếng, bắt là Đạt phải về sớm, về liền bây giờ. Cho nên là bây giờ mình phải đưa cho anh Đạt về sớm. À, cho anh một cái vé về sớm đúng không? Như vậy quyết định đấu với anh Hứa Minh Đạt. Đúng, chính xác. Và bạn trai cuối cùng, không biết anh Đạt sẽ chọn ca khúc gì đây? Có gì đâu, thì chuyện gì tới cũng phải tới thôi em ha. Sau trận đấu này, em vui lòng gọi lại cho Dạ. Nó là anh vẫn chưa về. Anh vẫn chưa về. Vẫn chưa về.
bạn cuối cùng của đội mình sẽ hát bài Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Trời ơi, em mê bài này lắm luôn á. Bài hát nghe xỉu luôn. Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Xin mời hai đấu sĩ cùng bước ra sàn đấu ạ. Rồi. Tốt lắm. Và bây giờ sẽ là trận chiến của Công Duy và Bích Ly. Trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Dịu dàng để mình gần lại mãi, nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng Tư ánh sao phía xa hoa phai tàn thật nhanh, anh có đi xa, anh có bay xa mãi. Tháng Tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió để lại tháng. Phải tàn thật nhanh, anh có bay xa, anh có
đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói xa. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió để lỡi tháng tư xa mãi. Để lại tháng tư rồi hát vậy sao ta chấm thiệt luôn á, mà hay quá vậy trời. Trời, tôi thấy Nhật Kim Anh cái mặt này nè. Thật sự là hay thiệt, chị không có nghĩ được là anh Đạt là có một cái trùm cuối như vậy. Giọng giả thanh của bạn quá là tốt đi, và hơn nữa là với một cái bài hát này thì Kim Anh nghĩ rằng là đây là sở trường của bạn rồi. Hay quá trời, thấy sao vậy Kali? Quá xuất sắc luôn. Bà chạy ba show rồi mà như hát bài đầu tiên. Giọng còn rất khỏe. Mà ở cái bài hát này thì nó rất là cao. Giọng của Hạnh Tuấn là giọng nam cao, mà cho nên khi mà Bích Ly thể hiện cái bài này thì Ly cũng rất là sợ. Nhưng mà cuối cùng là Ly hát rất là tròn, từ những cái quãng mà cao nhất và không có bị mờ á. Còn anh Đạt anh thấy sao nè? Anh thấy anh im lặng từ cái lúc mà cất giọng hát nó kết thúc, anh vẫn im lặng là sao vậy anh? Thực sự những giây phút như vậy mới gọi là hưởng thụ. Im lặng coi hai bạn đấu với nhau, mà đấu chứ không phải đấu mà đánh rầm rầm, một sự nhịp nhàng dìu dắt cho cuốn theo, có nhiều lúc nổi da gà luôn. Thật sự là hai bạn phải đấu. Mà lần đầu tiên em thấy giám khảo nha, bình thường họ ngồi họ chiếm trệ, mặt họ tỉnh queo, mặt lạnh như tiền để chấm, mà lần này em thấy nhộn nhịp. Mà bây giờ nè, nhô lên bàn dưới thò xuống bàn trên. Cái quang cảnh ghê nhất là bây giờ không có một cái đèn nào sáng luôn. Quay xong ai ngước mặt lên luôn. Ờ. Gầm cuối mặt. Ghê thiệt. Bây giờ sao đây? Quá trời. Dạ bây giờ sẽ là ý kiến của hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Sau khi một hồi bàn bạc rất là căng thẳng và nảy lửa giữa ban giám khảo thì mình xin mời hai bạn lên trên hố đen để nhận thử thách mới. Như vậy là thể theo yêu cầu của hội đồng âm nhạc Ngân Hà thì Bích Ly và Công Duy đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Vậy bây giờ không biết là thử thách dành cho hai bạn sẽ là gì đây, hội đồng âm nhạc Ngân Hà? Bây giờ mình hỏi nha, bạn Công Duy, sở đoản của bạn là gì ạ? Sở đoản của em chắc là nhạc có tiết tấu, tại vì em hát ballad, chủ yếu là hát ballad. Một cái bài mà tiết tấu nhanh ha, là bài đường cong, bài bay hoặc bài taxi. Này em từ đâu về đây mà hai nhìn em là say, này em từ xưa về nay mà thấy lòng ta thức dậy. Oh oh la la, đường cong em đây mà. Oh oh la la, chàng trai sexy lady. Ai ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo, nhìn xem lòng em không đắn đo. Oh mong em như thế đó, mong em đừng là vu vơ, nhìn em ta như ngây ngô. Xuất sắc. Trời ơi, trong cái đầu gắn cái CD với trống hay gì vậy? Kêu bài nào là quất bài đó liền. Hay thiệt. Mời bạn Ly thể hiện sở đoản của mình. Remix luôn đi ha. Em chuyên hát về bolero, vậy em có thể hát được nhạc ngoại không? Một bài rock chẳng hạn. Ok ok. Midnight with no time, where are you? You said you meet me now, what you do? I know I'm hanging, but I still want you. Hey, Jack, it's so frank, it's talking town. I see my back, and you're messing around. I'm not really jealous, don't like look like loud. I think of you every night and day. You took my heart, then you took my pride away. Yeah, 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 yeah. Trời ơi, ủa rồi sao chấm? Chúng tôi đã có kết quả của mình ạ. Có kết quả rồi, hay quá. Mà bây giờ Bích Ly giỏi quá, tôi muốn đứng thế Bích Ly được không? Tại vì người phụ nữ xinh đẹp mà giỏi như vậy mà bắt mà sụp tội nghiệp quá. Rồi. Đúng không? Này là anh tự nguyện chứ không ai ép nha. Thật ra cả hai bạn cùng rất là tốt á. Nhưng mà có điều là chúng tôi ở đây dựa trên sự công tâm về bạn nào có cái khả năng xử lý những cái sở đoản của mình một cách thông minh nhất. Và kính thưa quý vị, một tiền lệ chưa từng có của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc ngay bây giờ đây,
Hội đồng âm nhạc Ngân Hà vẫn đang có những giây phút cuối cùng để đưa ra quyết định của mình. Sẽ là Công Duy hay là Bích Ly? Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 3, 2, 1. Wow. Xin chúc mừng Công Duy. Xuất sắc giành chiến thắng và xin chúc mừng cho đội trưởng Hướng Minh Đạt. Như vậy là thủ lĩnh Hứa Minh Đạt đã giành chiến thắng. Bây giờ thừa thắng xông lên. Bây giờ anh đấu với ai ạ? Mỗi bên còn một con gà chiến ạ. Kali à? Hả? Sau trận đấu lúc nãy em có gọi điện thoại cho vợ anh chưa? Em thấy em buồn. Buồn sao buồn? Tại vì em có lỗi với dạ. Sao vậy? Không đưa anh về được với dạ đúng hẹn. Thiệt tình. Chứ tình hình này khó nha. Em nghĩ là chị về Thanh Duy sớm đó. Nãy giờ em cứ đưa đẩy anh về với vợ hoài. Bây giờ anh sẽ đưa em về với chồng, để làm cho chồng em vui, gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Chồng em mới vừa gọi. Nói gì? Nói nhớ em quá. Anh sẽ đáp ứng yêu cầu cho em. Nhưng mà em nhắn với chồng em rồi. Nói gì nữa? Đêm nay em sẽ không về. Trời ơi, hay quá. Ai cũng quyết tâm hết. Chị Ly, chị được chọn bài hát. Em sẽ dành tặng cho anh 999 đó hồng. 999 đó hồng. Xin mời hai bạn bước xuống sàn chiến ạ. Và ngay bây giờ sẽ là phần thi đấu giữa Đi Trần và Công Duy với ca khúc 999 đóa hồng. Càng về cuối, càng gay cấn, càng hấp dẫn. Hai bạn hãy cố lên. Và bây giờ trận đấu xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Yeah, yeah. Chiều nay áng mây nhẹ theo gió bay, vương vấn đâu đây điều buồn nhung nhớ rằng đầy. Nắng đã nhạt phai trên con đường nghiêng bóng dài, anh mãi yêu em trong kỷ niệm. Bóng trăng ngày xưa cùng trời anh ước mơ vẫn đứng bơ phờ, một mình đêm vắng mong chờ. Tiết rơi mùa đông tiễn anh về trong xa ba, cho anh mãi đơn côi vì tình ơi. Ngày xưa đã úa tàn, còn tim khổ đau đã hết.
mong. Mãi sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu em mà thôi. Còn giảm thêm một câu nữa, điểm nhấn nữa. Ôi, nay tập này đặc biệt nha, toàn là hàng tuyển, hàng chọn đâu không à. Bây giờ ca khó nữa nè. Rồi, xong luôn rồi. Sao đèn hả? Có luôn rồi hả? Vậy sụp chi nữa? Cái này sụp chi nữa cả. Ủa vậy, không biết ý kiến của hội đồng giám khảo Ngân Hà như thế nào mà bốn cái đèn xanh lét vậy? Nhà em hát mạnh mẽ như vậy mà nở lòng nào bốn cái đèn xanh, thằng nhỏ có một cái đèn hồng, mọi người có bấm lộn không? Lây bớt khóc lại, đúng rồi cứ khóc. Chấp nhận. Thằng nhỏ nhà em nó mạnh mẽ quá mà. Dạ đèn có lộn không dạ? Em rớt nước mắt. Dạ khoan, còn ai lộn nữa không? Không. Chị Ly sao chị than quá vậy? Hai cái đèn hồng cũng an ủi được nhỏ đúng không? Một cái thấy thương. Nhưng mà em thấy gì có điềm nha chị nha. Hả? Tự nhiên tác hay vậy mà điềm đúng không? Thì đó, bây giờ chưa gì cái tự nhiên nổi hết lên bốn cái đèn xanh là. Đúng rồi, làm áp lực rồi. Chưa biết được đâu. Chưa biết được, phải lên trên đó mới biết được. Rồi bây giờ chị Nhật Kim Anh nè. Chị thấy làm sao chị? Trời, nãy giờ chị không biết nói gì luôn. Chị nãy giờ chị muốn bỏ về, chị nhảy ghê luôn á. Hay là giờ thôi hai đứa mình đi về đi. Nãy giờ mệt mỏi luôn rồi. Nãy giờ chị ơi, em không biết sao luôn, số phận em đi về nơi nào. Nhưng mà không sao, thắng thua không quan trọng, đúng không? Này vui, với lại mình phải khoe cái giọng mình chứ đã. Dạ, và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đến từ hội đồng âm nhạc Ngân Hà. Xin mời ạ. Hai bạn đúng là sức trẻ luôn. Và hai bạn đã làm cho cái trường quay này trở nên là bùng nổ. Và tiết mục này chắc chắn là sẽ đem lại rất là nhiều view cho các bạn đây. Lời đầu tiên thì anh sẽ nói với bạn Di Trần. Ngoài cái ngoại hình rất là bảnh bao thì em còn có cái bản lĩnh sân khấu rất là tốt. Cái sức cuốn hút của em rất là hay. Và anh rất là thích cái phần trình diễn của em. Bên cạnh đó thì anh cũng rất là khen em ở chỗ là em có một cái quãng giọng rất là rộng luôn và cao chót vót. Hồi nãy em có từng đọ giọng với lại Bích Ly. Cái giọng của em nó cũng gọi là ngang ngửa với bạn luôn. Gọi là bên cạnh đó thì hai bạn, cái máu của hai bạn, cái sự chơi hết mình của hai bạn, nó đúng tiêu chí của đấu trường âm nhạc. Và chúc mừng các bạn ạ. Và ngay bây giờ thì sẽ là giây phút lại một lần nữa căng thẳng đây. Xin mời hai bạn tiến đến hố đen vũ trụ. Xin mời. Gia Đi Trần và Công Duy đã có mặt ở hố đen vũ trụ. Vậy bây giờ sẽ có một người lọt về trái đất. Không biết là ai đây? Linh ơi, Ly về với Thanh Duy đi Ly. Còn một lần nữa xin chúc mừng thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Ôi hồi nãy hồi hộp quá anh ơi. Như vậy là chúng ta cũng đã thấy được người chiến thắng, chính là anh Hứa Minh Đạt. Hay quá anh ơi. Và bây giờ cho mình nói vài câu được chứ? Dạ xin mời anh. Bây giờ mình khẳng định lại đội ngôi sao xanh. Đây là cái áo vest màu xanh mà người công nhận không? Màu xanh, màu xanh, màu xanh. Bây giờ anh thắng rồi. Đúng rồi anh thắng rồi, em nói gì nói. Thì thiệt tình. Bây giờ màu xanh. Bây giờ là tràn qua đội màu vàng kìa, con cá vàng. Thôi bây giờ mời ra đi. Khoan, trước khi mời hỏi gì Kim Anh là bài hát gì ạ? À? Vậy thì bây giờ đội của em xin hát bài Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Và ngay bây giờ sẽ là vòng thi quyết định giữa hai đấu sĩ Công Duy và Quân Hành với ca khúc Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Và trận đấu xin phép được bắt đầu. Ooh.
một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phai phai, tuổi mấy trăng tròn, cuộc đời hồng nhan cay và đắng, thôi thì lắm trái ngang. Bao nhiêu trai làng yêu nàng đi theo xin nàng, tim vàng nàng vẫn không màng. Nàng quyết ria chót yêu một chàng, một chàng nghệ sĩ. Tình hỡi ơi tình chàng đã có gia đình. Người đời cười chế cho tình đó như là gió với trăng. Ê sao duyên mình không thành như bao cô nàng. Thật tình nàng không một mình. Thì có biết không thì khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu, thì đã biết có sao thì buồn. Thôi Thi ơi, chuyện cũng đỡ rồi, không có người này thì mình có người khác nha Thi. Thôi thì chúc Thi được hạnh phúc. Thì biết mà, cảm ơn. Nàng quyết xa xi xa làng mình, người tình yêu dấu. Đời ngỡ chẳng rằng nàng đã bước qua cầu. Mà đâu ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm giấy sâu vô rừng quen mình, hay đi vô rừng trốn mình, tình vẫn u sầu. Từ đó không ai ai còn gặp làng đâu nữa. Chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng không một mình. Rồi một mùa đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây. Tương tư nhân tình khôn lường, đau thương ngô tình vô cùng, nàng trên trong giường. Thì ơi thì ơi thì có biết không thì khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là xét với u sầu, đèn lên nữa kìa. Ủa cái đèn này bị trời gì ơi kìa. Cái đèn wow, như vậy là đèn hồng 4 cái rồi. Ủa là 1 2 3 4 mới còn có đèn xanh à? Đúng rồi. Bây giờ cho dù có 2 cái đèn xanh nữa thì cũng không có đậu. Đúng phải rồi, cũng hai cái đèn luôn. Kia nó bị hết pin á. Quyết định rồi. Phải không à, có hết pin đúng không à, giám khảo ơi? Chúng tôi là 7 người thì 7 người sẽ có những cái ý kiến cá nhân riêng. Dạ xin mời ạ. Hương thích bạn bên đội xanh tại vì Hương thích rất thích cái màu giọng của bạn. Rất là nam tính. Tuy là ca khúc này bạn hát có phần là bạn hát thấp hơn so với bạn bên đây, nhưng mà Hưng chọn màu xanh, Hưng thích bạn ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Theo tiêu chí của ban giám khảo là 50% là giọng hát và 50% còn lại là phần trình diễn và giao lưu của các bạn sân khấu. Thì Lan thấy bạn Công Duy rất biết cách để đỡ giọng hát cho em. Khi mà em hát đuối á thì bạn Duy đã bật lên hát phần chính liền. Rồi khi mà thấy em hát, khi mà cái lực của em đã vừa rồi thì bạn Duy đã đưa tay để mời em hát phần chính. Khi đó là chị đã chấm thân cái phần điểm hơn cho bạn Duy ở chỗ đó, nên chị chọn màu đỏ. Dạ, yeah. Xin cảm ơn hội đồng âm nhạc nữa ha. Bây giờ kết quả đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ chiến thắng thuộc về Công Duy, đội của thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Và xin chúc mừng Hứa Minh Đạt em về đội mình 15 triệu đồng. Xin chúc mừng anh.
Và xin mời các thành viên của cả ba đội ạ. Như vậy là trải qua vòng thi rất là cam go và thử thách. Và đội chiến thắng ngày hôm nay đó là thủ lĩnh Hứa Minh Đạt. Và tổng tiền thưởng đem về là 15 triệu đồng. Xin chúc mừng anh. Đây, đây anh Thọc nè. Anh Đạt ơi. Hả? Ủa sao thấy đội anh thiếu thiếu vậy? Ủa còn một thành viên ở đâu rồi anh? Anh đi về bệnh viện gấp ra. Em nhớ cái cục xương đó rồi. 7 ngày trước là mắc cục xương. Ủa nãy té là không mất cục xương luôn. Chưa, bây giờ phải đi gấp. Hay quá. Dạ sẵn đây thì xin chúc Thạch Thảo mau lành vết thương của mình và quay trở lại với con đường ca hát của mình. Và xin được cảm ơn các thủ lĩnh cũng như là các đấu sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNT Picture thực hiện. Ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.